Hôm nay mình làm cái video này là mình vừa bị mất một cái số tiền rất là lớn, bị một bọn ở trên mạng nó lừa đảo. Thực sự là cái số tiền đấy là cả một tài sản lớn của mình tích cóp được. Nó lừa giờ mất sạch, không còn một xu nào cả. Nên mình muốn làm cái video này để cảnh báo cho những người nhẹ dạ cả tin. Bây giờ rất nhiều những thủ đoạn trên mạng lừa đảo các kiểu. Thực tế là mình cũng bình thường, mình cũng rất tỉnh táo, lường trước mọi việc, nhưng không hiểu hôm nay bị làm sao mà ma suy quỷ khiến thế nào mà cứ răm rắp làm theo lời chúng nó, rồi cứ chuyển dần đến lúc mà không còn một xu nào trong người, trong tài khoản cả. Thật là mọi người dạo này có cái trên mạng Facebook ấy, chúng nó cứ chạy cái chương trình mà tìm mẫu ảnh online ấy, tại nhà ấy. Đấy, lừa đảo hết. Mọi người tránh xa ra nhá. Mình cũng đầu tiên cũng chỉ là tò mò và cũng chỉ là muốn tìm, vì cái sở thích là rất thích chụp ảnh nên cũng muốn thử sức thôi. Mà không ngờ từ lúc 1 giờ chiều cho đến 6 giờ tối là mất bay hết sạch tài khoản, không còn một đồng nào hết. Tất cả những tiền tài khoản gửi tiết kiệm online rút ra chuyển hết. Mà đến giờ thực sự không biết phải làm thế nào cả, vì nó là cả một cái số tiền rất là lớn. Nên là đầu tiên ý, chúng nó cứ đưa mình vào nhóm, xong rồi bắt đầu hướng dẫn công việc nọ kia. Đầu tiên chỉ là thả tim, vượt qua thử thách, thả tim rồi vào những cái bức ảnh thời trang các thứ thôi. Thì mình cũng nghĩ thấy nó bình thường thì mình cũng làm theo. Thế sau đấy thì bắt đầu là đến thử thách thứ hai, là nó cho mình mua những cái đơn hàng. Đại loại là nó bảo là cái công ty hãng thời trang người ta muốn đẩy những cái mặt hàng này nó lên top để cho nhiều người biết đến. Đầu tiên chỉ là những cái đơn hàng mấy trăm nghìn thôi, thôi nghĩ nó cũng bình thường. Thì chuyển khoản mua xong rồi nó hoàn lại luôn. Xong rồi dần những cái số tiền nó gửi cho những cái đường link, những đơn hàng nó to dần lên đến con số 59 triệu. Xong cứ chuyển lần một, nó bảo là chưa được, lỗi rồi sai lệnh, phải chuyển tiếp lần hai thì mới được rút tiền về. Xong rồi tiếp lần ba, xong rồi cứ như thế, nhiều lần như thế. Xong con số tiền nó to dần, chỉ vì nghĩ tiếc tiền, muốn được rút hoàn tiền lại. Thế là cứ tiếp tục chuyển, cứ điên cuồng chuyển thôi, chuyển hết. Mà đến lúc chuyển xong trong tài khoản đấy, nghe theo lời chúng nó xui, cuối cùng trong tài khoản không còn một đồng nào cả. Mà nói thật, chúng nó làm mình như kiểu bị thôi miên luôn. Mà thực sự là lúc đấy không hiểu là đầu óc mình như thế nào nữa. Và đến giờ thì mất hết, không... mất hết, không còn một gì, không còn cái gì cả. Mà cái số tiền của mình mất thực sự là rất lớn, mà không biết bao giờ mới có thể kiếm lại được. Thực sự thế nên là mình quyết định làm video này để nói với mọi người cảnh giác các cái trên mạng xã hội dạo này nhé. Cảnh giác với cái bọn mà cứ chạy quảng cáo mà kêu tuyển mẫu ảnh ấy, chụp tại nhà ấy. Đấy, tránh xa, tất cả đều lừa đảo hết. Nó lôi mình vào chồng, xong rồi dần dần là có bao nhiêu tiền trong tài khoản là cứ làm theo lời chúng nó, là cứ chuyển dần, và cuối cùng là sạch, không còn một cái gì cả.